Vâng, xin chào anh em và cả nhà nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với clip của channel Cây Cảnh TV. Thì hôm nay tiếp tục với clip cần thăng bonsai. Thì em xin giới thiệu đến lô này đang có trong vườn nhé. Đấy, cần thăng bonsai hiện tại nhà em đang có 4 loại nhé. 4 loại nha anh chị em và các bạn. Đây, loại đầu tiên bé nhất đây là 70.000. 70.000 một cây nhá. Đấy, thân bằng cái đũa nha. Đấy, tổng thể dáng cây cũng rất là đẹp nhá. Đấy, anh chị em và các bạn thấy không, dáng rất thì nó cũng rất là ok. Đấy nhá, thì 70.000 một cây, đây là hàng nhỏ. Còn đây này là hàng 150.000 một cây, thì gốc cây gần bằng ngón tay cái nhá. Đấy nhá, thì hai hàng này là em có nhiều, hàng 70.000 em còn khoảng độ 20 cây, hàng 150.000 này em cũng còn khoảng độ 20 cây nhá. Đấy, thì em quay qua để cho anh chị em và các bạn thấy nhá. Hàng này em chỉ bốc xô thôi chứ không có lựa đánh số được nhá. Tại vì nó mỗi cây mỗi thế, nó không biết đâu mà lần nhá. Gốc thì bằng ngón tay cái nhá. Đấy, anh chị em bạn thấy không? Đấy. Cây cao khoảng thì khoảng độ 15 phân nhá. Đấy, rất là đẹp cho anh chị và em và các bạn lựa chọn nhé. Đấy. Đấy. Em có khoảng độ 20 cây. Và đây là khế 150k nhé. 150.000 cây đang lên bông, khế trùng nữa, bông lên quá trời luôn đấy. Anh em thấy không? Đấy. Khế 150.000 này chắc em cũng chỉ còn 1-2 cây, không còn nhiều. Đấy, là em quay qua cho anh chị em và các bạn nha. Đây, hàng này là hàng 250k. Đấy, gốc đế to hơn hẳn luôn. Đấy. Thì hàng này em có khoảng độ 5-6 cây thôi, không có nhiều nhá. Đấy, 250.000 một cây. Những cây này em báo giá là chưa bao vận chuyển nhá. Chậu này thì cây cao khoảng độ 25 phân. Đấy. Lên đến ngọn mà gốc nó vẫn còn bằng gốc tay cái. Nhá. Hàng này là hàng 250.000 nhá. Rất to và đẹp luôn. Nhá. Đây. Gốc đế u nằn lên rất là to đẹp nhá. Đấy, 250.000 một cây nhá. Chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Hàng này em báo chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì phí vận chuyển khoảng 70.000 một cây nhá. 70.000 một cây. 2 cây thì cũng 70.000. Nhưng mà nhiều hơn 2 cây sẽ là giá khác nhá. Thì em xin quay qua để cho anh chị em các bạn thấy nhé. Vâng. Còn đây, cần thân bonsai hàng thành phẩm hết rồi nhé. Đấy, tay chân bẻ hết rồi nhé. Chia tay chia chân tận đều rồi. Anh em các bạn thấy không? Rất đều và đẹp nhé. Đấy, gốc một tay nắm không hết luôn. Đây là cái số 1 nhé. Thì em có khoảng 3 cây thôi, không có nhiều. Đây là cái số 1 này. Đây là cái số 2 nhé. Gốc đế u nằn lên này. Đấy, xong lên dáng này. Cây
cây này nha. Anh chị em mua về chơi cũng rất là đẹp. Cây rất là tốt luôn này. Cành là phun nó rất là dài. Đây là cái số 2 nhé. Vâng. Còn đây là cái số 3. Dài nhá. Cây này tay đua ra khoảng 50 phân nhá này, gốc đế rất là đẹp nhá. Thì em xin báo giá luôn. Cần thăng này em bán với giá là 700.000 một cây. 700.000 một cây chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. 700.000 một cây chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em theo số điện thoại 0355823389. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Mọi người nhớ like và subscribe ủng hộ kênh em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo ạ.